Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 tới, Singapore sẽ nới lỏng hơn nữa một loạt biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Theo đó, nước này sẽ dỡ bỏ quy định tụ tập tối đa 10 người một nhóm, cũng như quy định tối đa 10 người đến nhà tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc ở các địa điểm mang tính khép kín và trên các phương tiện giao thông công cộng. Các công ty có thể yêu cầu 100% nhân viên, người lao động của mình quay trở lại nơi làm việc. Ngoài ra, những sự kiện lớn, quy mô hơn 1.000 người sẽ được tổ chức với tối đa số người tham dự. Song song với việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng, Singapore cũng mở cửa hơn nữa biên giới. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4, những người đã tiêm vaccine COVID-19 đủ liều cơ bản đều không phải xét nghiệm COVID-19 trước khi vào Singapore.